Chị xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng hợp trong chuyên mục đọc báo và điểm tin trên TTV hôm nay, thứ năm, ngày 8 tháng 4 năm 2021. Mở đầu với bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, hàng không mẫu hạm Mỹ đến Biển Đông và Biển Hoa Đông, Trung Quốc tập trận gần Đài Loan. Từ Chủ nhật ngày 4 tháng 4, nhóm tàu tác chiến Mỹ do hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đã đi vào eo biển Malacca, trong khi khu trục hạm tên lửa dẫn đường USS Mustin đang hoạt động trên biển Hoa Đông. Tối ngày 5 tháng 4, Trung Quốc thông báo tàu sân bay Liêu Ninh đang bắt đầu tập trận gần Đài Loan. Tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin của tổ chức South China Sea Strategic Situation Problem Initiative sáng kiến điều tra tình hình chiến lược Biển Đông, có trụ sở tại Bắc Kinh dựa vào dữ liệu vệ tinh cho biết các hoạt động của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, hãng tin Anh Reuters đưa tin tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hôm 6 tháng 4 bắt đầu tập trận gần Đài Loan. Hải quân Trung Quốc tối ngày 6 tháng 4 cũng tuyên bố việc tập trận sẽ trở nên thường xuyên hơn. Hành động này đánh dấu một sự leo thang mới của Bắc Kinh khi trong cùng một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan tố cáo 10 phi cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Việc các tàu sân bay Mỹ và Trung Quốc hiện diện cùng một lúc ở Ấn Độ Thái Bình Dương cho thấy nguy cơ xung đột tăng cao, vào lúc Bắc Kinh ngày càng mạnh mẽ xác quyết chủ quyền, còn Washington thì nỗ lực kiềm chế Trung Quốc. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila về việc hơn 200 chiếc tàu Trung Quốc đang tập trung ở đá Ba Đầu thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng đòi chủ quyền. Bộ ngoại giao Philippines hôm 5 tháng 4 tố cáo việc Bắc Kinh biện minh các tàu này vào trú vì thời tiết xấu là một sự dối trá trắng trợn, bác bỏ lập luận đây là ngư trường truyền thống của Trung Quốc và đòi Bắc Kinh phải rút lập tức đội tàu này. Manila đồng thời cho biết, cứ mỗi ngày trì hoãn, Philippines đều sẽ gửi công hàm phản đối. Tuần trước, Hoa Kỳ cũng đã tiến hành một loạt cuộc tập trận với các đồng minh trong khu vực. Với Nhật Bản tại biển Hoa Đông, với Úc ở Đông Thái Bình Dương và với Ấn Độ trên Ấn Độ Dương. Giáo sư Ben Strier ở Úc nhận định việc hàng không mẫu hạm Mỹ đến Biển Đông là nhằm chống lại yêu sách quá đáng của Trung Quốc tại vùng biển này, đồng thời chứng tỏ với các đồng minh như Philippines về sự khả tín của Washington. Còn việc chiếc Liêu Ninh đi qua biển Hoa Đông là nhằm phô trương năng lực của tàu sân bay của Trung Quốc dù chưa hoàn chỉnh. Nhà nghiên cứu Colin Kaur ở Singapore cho rằng Washington đang phát đi tín hiệu về việc cam kết duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực, ngăn cản mọi hành động táo bạo của Trung Quốc ở đá ba đầu. Các nhà quan sát đang lo ngại Bắc Kinh tìm cách chiếm đảo San Hô này như đã chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines trước đây. Chiến hạm Việt Nam tập trận ở Trường Sa trong bối cảnh chiến hạm các nước hiện diện đông đảo trên Biển Đông, báo chí trong nước đưa tin tàu hộ vệ Quang Trung của Việt Nam cũng đang diễn tập các tình huống chiến đấu phối hợp với trực thăng săn tàu ngầm ở quần đảo Trường Sa. Theo đài VTV, tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung là loại tàu chiến có chức năng tàng hình, vừa săn tàu ngầm vừa chống được các loại tàu chiến mặt nước được trang bị nhiều vũ khí tối tầng. Tàu Quang Trung thuộc lớp JIPA do Nga sản xuất, được Lữ đoàn 162 Hải quân Việt Nam sử dụng từ năm 2018 Đài phát thanh quốc tế Pháp tiếp tục đưa tin tình hình tại Tân Cương, hai quan chức Duy Ngô Nhĩ bị kết án tử hình. Hai quan chức cao cấp người Duy Ngô Nhĩ tại vùng tự trị Tân Cương đã bị kết án tử hình vì có những hoạt động ly khai, theo thông báo của chính quyền địa phương vào tối ngày 6 tháng 4. Bản án này được đưa ra vào lúc Bắc Kinh bị quốc tế lên án ngày càng nặng nề về việc đàn áp người thiểu số theo Hồi giáo tại vùng này. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stéphane Lagarde tường trình như sau. Đó là những quan chức có liên hệ đến hai ngành nhạy cảm là ngành tư pháp và ngành giáo dục bị đưa ra xử trước Tòa án Nhân dân cấp cao Tân Cương. Shiza Bawudun, cựu lãnh đạo Sở Tư pháp Tân Cương, bị tuyên án tử hình với hai năm được hưởng án treo vì bị cáo buộc đã có âm mưu với phong trào Hồi giáo Đông Turkistan, tên mà những người Duy Ngô Nhĩ lưu vong đòi độc lập gọi vùng Tân Cương cũng như đã nhận hối lộ và đã có những hoạt động ly khai, theo lời của phó chánh án của tòa. Theo tầng hoa xã thì vị phó chánh án này còn cáo buộc Shira Bawudun đã cung cấp các thông tin cho các thế lực ngoại bang và đã tiến hành những hoạt động tôn giáo trái phép khi làm đám cưới cho con gái. Tham nhũng, ly khai cũng là những cáo buộc nhắm vào Statak Sawood, Cựu giám đốc Sở Giáo dục Tân Cương cũng đã lãnh án tử hình với 2 năm hưởng án treo vì đã cho phép đưa các sách giáo khoa bằng tiếng Duy Ngô Nhĩ, những nội dung bị xem là cổ vũ cho xu hướng ly khai sắc tộc, khủng bố và cực đoan hồi giáo. Theo tòa, chính những sách giáo khoa này đã kích động các vụ bạo loạn ở Urumqi, thủ phủ vùng Tân Cương năm 2009. Hôm 7 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đề cập đến việc phát hành một phim tài liệu thứ tư do đài truyền hình nhà nước thực hiện, nói về việc chống khủng bố ở vùng tự trị Tân Cương. Tại Trung Quốc, các án tử hình treo thường được giảm xuống thành án tù trung thân. Trong khi đó, tại Ý đang có tranh cãi về việc có nên xem là Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương hay không, làm gia tăng áp lực lên chính phủ liên minh của Thủ tướng Mario Draghi, vốn vẫn chống lại việc này. Hôm 7 tháng 4, Ủy ban các vấn đề quốc tế của Quốc hội Ý sẽ biểu quyết về nghị quyết lên án những vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và gọi đó là hành động diệt chủng. Còn Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6 tháng 4 đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Ankara lên sau khi trên mạng Twitter, Sứ quán Trung Quốc đã kích hai quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích việc Bắc Kinh đang áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Mỹ sẽ bàn với các đồng minh về tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh. Vào hôm 7 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo là Washington sẽ thảo luận với các nước đồng minh về khả năng tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Tuy nhiên, ông Ned Price không nói rõ lập trường của Hoa Kỳ về vấn đề này. Chính quyền Tổng thống Biden vẫn không loại trừ khả năng tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh, nhưng chưa đưa ra định hướng dứt khoát. Nhiều tổ chức nhân quyền và chính khách cộng hòa gần đây đã liên tục kêu gọi Mỹ hãy tẩy chay sự kiện thể thao này để phản đối việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Về phần mình, Bắc Kinh vẫn lên án những lời kêu gọi tẩy chay Thế vận hội, cũng như bác bỏ các cáo buộc diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ. Ngoại trưởng Nhật quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Tân Cương. Tối hôm 5 tháng 4, trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với đồng nhiệm Trung Quốc về tình hình vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Đây cũng là một chủ đề chính được dự kiến trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ ngày 16 tháng 4 tới đây. Theo hãng tin Nhật Kyodo News, trong cuộc điện đàm 90 phút tối ngày 6 tháng 4, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi đã kêu gọi Trung Quốc giải quyết các vấn đề nhân quyền liên quan đến thiểu số người Duy Ngô Nhĩ theo đạo hội ở Tân Cương, miền Tây Trung Quốc. Ngoài Tân Cương, lãnh đạo ngoại giao Nhật Bản cũng bày tỏ quan ngại về tình hình của Hồng Kông. Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đưa ra những tuyên bố nói trên sau khi Washington trong một báo cáo thường niên về nhân quyền do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi tuần trước đã một lần nữa cáo buộc Bắc Kinh phạm tội ác diệt chủng và các tội ác chống nhân loại khác đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Về phía Trung Quốc, theo một thông báo của Bộ Ngoại giao nước này, trong cuộc điện đàm hôm 6 tháng 4, ngoại trưởng Vương Nghị đã kêu gọi người đồng nhiệm Nhật Bản đảm bảo rằng quan hệ song phương không rơi vào cái gọi là thế đối đầu giữa các nước lớn. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh: Trung Quốc hy vọng rằng Nhật Bản, với tư cách là một quốc gia độc lập, sẽ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý thay vì bị đánh lừa bởi một số quốc gia có quan điểm thiên vị chống lại Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng hai nước có cuộc trao đổi kể từ khi Ngoại trưởng Trung Quốc công du Nhật Bản hồi tháng 11 năm 2020. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết cuộc điện đàm diễn ra theo yêu cầu của phía Trung Quốc. Giới quan sát đặc biệt chú ý đến việc cuộc điện đàm giữa hai Ngoại trưởng Nhật Trung diễn ra chỉ ít ngày trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thủ tướng Nhật Bản là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trực tiếp gặp Tổng thống Joe Biden kể từ khi ông này nhậm chức. Theo hãng tin Bloomberg, trong lĩnh vực nhân quyền, chính quyền Nhật Bản đang ngày càng khó giữ thế cân bằng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ, đồng minh quân sự duy nhất và Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất. Tokyo đưa ra những phát biểu mạnh mẽ hơn về tình trạng xâm phạm nhân quyền tại Trung Quốc, trong lúc chính quyền Joe Biden dự báo sẽ ưu tiên nhân quyền trong chính sách đối ngoại. Tuy bày tỏ quan ngại về nhân quyền bị xâm phạm tại Trung Quốc, nhưng cho đến nay, Nhật Bản là quốc gia duy nhất trong khối G7 không đưa ra các trừng phạt nhắm vào Bắc Kinh về các vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Trong cuộc họp báo hôm 6 tháng 4 tại Tokyo, chánh văn phòng chính phủ Nhật Bản ông Kasunobu Kato cho biết, mục tiêu là cải thiện tình hình nhân quyền, mỗi quốc gia sẽ quyết định theo quan điểm riêng của mình. Nhật báo Japan Times hôm 6 tháng 4 nhấn mạnh là chính phủ của ông Suga đang phải đối mặt với áp lực trong nước gia tăng, kể cả từ trong nội bộ đảng cầm quyền, yêu cầu Tokyo nói phải đi đôi với làm, phải trừng phạt Bắc Kinh về các vi phạm nhân quyền. Một nhóm các nghị sĩ liên đảng của Quốc hội Nhật Bản sẽ nhóm họp vào hôm 6 tháng 4 để bàn về chủ đề này. Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trung Quốc cảnh báo Nhật trước cuộc gặp của Thủ tướng Suga và Tổng thống Biden. Ngoại trưởng Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản chớ hợp tác với Mỹ để chống lại Trung Quốc, giữa lúc Tokyo ngày càng lên tiếng mạnh hơn về vấn đề nhân quyền ở Tân Cương trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật vào tuần tới, theo hãng thông tấn AP. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Nhật Bản trong cuộc điện đàm vào tối ngày 5 tháng 4 rằng, Hai nước nên đảm bảo rằng quan hệ song phương không căng dự vào cái gọi là đối đầu giữa các nước lớn, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết. Tuyên bố dẫn lời ông Vương nói rằng, Trung Quốc hy vọng rằng Nhật với tư cách là một quốc gia độc lập sẽ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý, thay vì bị đánh lừa bởi một số quốc gia có quan điểm thiên vị chống lại Trung Quốc. Nhật, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, nơi có các căn cứ hải quân và không quân lớn của Mỹ, chia sẻ mối quan ngại của Hoa Kỳ về việc Trung Quốc tăng cường quân sự và tuyên bố chủ quyền trên biển Hoa Đông và biển Đông. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga sẽ tới Washington họp với Tổng thống Joe Biden vào ngày 16 tháng 4 trong cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ kể từ khi nhậm chức vào tháng Giêng năm nay. Ông Vương phản đối sự can thiệp của Nhật Bản vào công việc nội bộ của Trung Quốc ở Tân Cương và Hồng Kông, tuyên bố của phía Trung Quốc cho biết. Và bây giờ là tin từ trang biển đồng.net. Đài Loan chuẩn bị dùng xa lộ phía Nam làm đường băng cho tiêm kích. Đài Loan chuẩn bị cho tập trận Hán Quang năm 2021 lần đầu tiên cho tiêm kích cất và hạ cánh tại một xa lộ ở phía nam. Theo đài CNA, Đài Loan dự định cho hàng loạt tiêm kích diễn tập cất và hạ cánh khẩn cấp trên xa lộ vào tháng 7 tới đây, trong khuôn khổ cuộc tập trận Hán Quang thường niên. Lần đầu tiên, cuộc tập trận sẽ được tổ chức với các tiêm kích cất và hạ cánh trên xa lộ số 1 tại đoạn qua khu vực Giai Đông thuộc huyện Bình Đông ở phía nam Đài Loan, theo các nguồn tin, đây là một trong năm khu vực xa lộ được xây dựng để phục vụ cho các tiêm kích, cất và hạ cánh khẩn cấp trong tập trận cũng như trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Cuộc tập trận sẽ mô phỏng bối cảnh các sân bay, đường băng của lực lượng phòng vệ và dân sự bị kẻ thù tấn công gây thiệt hại nghiêm trọng, nên các tiêm kích phải hạ cánh ở xa lộ. Bên cạnh đoạn đi qua khu vực Giai Đông, tất cả đường băng khẩn cấp đều nằm trên xa lộ số 1 tại Đài Nam, Trương Hóa và Giang Nghĩa. Bốn đoạn khác đều đã được thử nghiệm, trừ đoạn qua Giai Đông khi cuộc tập trận vào năm 2011 tại đây bị hủy do thời tiết xấu. Trong một diễn biến khác, Đài Loan đang chi hơn 115,6 triệu Mỹ Kim để xây các nhà chứa máy bay, cơ sở tên lửa và các công trình liên quan tại căn cứ ở Đài Đông nhằm chuẩn bị tiếp nhận 66 chiếc tiêm kích F-16 mua từ Mỹ. Theo Taiwan News, dự kiến Đài Loan sẽ nhận hai chiếc đầu tiên vào năm 2023 và tất cả 66 chiếc tiêm kích sẽ được bàn giao sẵn sàng chiến đấu trước năm 2026. Các tiêm kích F-16V được trang bị radar quét mãn pha điện tử chủ động AC, giúp phi công phát hiện, theo dõi và nhận diện các mục tiêu nhiều hơn, nhanh hơn và trên phạm vi xa hơn. Theo hãng Northrop Grumman đưa tin. Hệ thống liên kết dữ liệu chiến thuật Link-16 cho phép tiêm kích này phối hợp với các lực lượng trên bộ, đủ khả năng đối phó với các tiêm kích G-20 của Trung Quốc, vốn có diện tích phản xạ nhỏ hơn. Và Đài Loan tự tin trước phi cơ G-20 của Trung Quốc. Đài Loan đã lắp đặt một hệ thống radar tự chế tạo trên đảo Bành Hồ để ngăn chặn các máy bay chiến đấu tàng hình G-20 của quân đội Trung Quốc. Tờ Forbes cho rằng nếu xung đột xảy ra, Đài Loan đủ sức đánh bại các máy bay loại này của Trung Quốc, theo Apollo. Máy bay J-20, hai động cơ, là máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên và duy nhất cho tới nay mà quân đội Trung Quốc sở hữu. Tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô đã chuyển giao khoảng 40 chiếc máy bay loại này cho không quân Trung Quốc. Andreas Ruprecht, một chuyên gia người Đức chuyên về không quân, chỉ ra rằng 40 chiếc G-20 được triển khai thành 3 đơn vị, trong đó Lữ đoàn Phòng không số 9 ở Vu Hồ là đơn vị chiến đấu duy nhất, còn Lữ đoàn 172 ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc và Đỉnh Tân, tỉnh Cam Túc, mặc dù cũng sở hữu G-20, nhưng đều là các đơn vị huấn luyện bay thử nghiệm. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu chiếc G-20 được triển khai trong mỗi lữ đoàn, nhưng nếu phân bổ đều thì mỗi lữ đoàn kể trên có khoảng 13 chiếc. Nói cách khác, trừ khi không quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các cơ sở đào tạo để duy trì sức mạnh tiền tuyến của mình, thì chỉ có khoảng hơn một chục chiếc G-20 trong chiến đấu thực tế. Ngoài ra, không phải tất cả các máy bay G-20 đều có thể được điều động bất cứ lúc nào vì máy bay chiến đấu tàng hình cần được bảo dưỡng chuyên sâu. Nếu G-20 tinh vi như F-22 của không quân Mỹ, thì tỷ lệ thực hiện nhiệm vụ của nó cũng chỉ khoảng 60%. Phân tích của chuyên gia chỉ ra rằng nếu Đài Loan có thể bắn hạ hoặc làm hư hại nặng một máy bay G-20 của Lữ đoàn Không quân số 9 của Trung Quốc, thì họ có thể đưa máy bay chiến đấu tàng hình này ra khỏi cuộc chiến, tức nó không còn tiếp tục phục vụ được nữa. Một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thưa quý vị, Đài Loan tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng nếu Trung Quốc tấn công Ngoại trưởng Đài Loan hôm 7 tháng 4 nói rằng Đài Loan sẽ chiến đấu đến cùng nếu Trung Quốc tấn công, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ nhận thấy nguy cơ điều này có thể xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng áp lực quân sự, trong đó có các cuộc tập trận của nhóm tàu sân bay gần đảo Đài Loan. Đài Loan lên tiếng nhiều lần về các hoạt động quân sự liên tiếp của Bắc Kinh trong những tháng gần đây, với việc không quân Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan gần như là hàng ngày. Hôm 5 tháng 4, Trung Quốc cho biết một nhóm tác chiến tàu sân bay đang tập trận gần hòn đảo. Ông Joseph Wu nói với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao rằng, theo hiểu biết hạn chế của tôi về việc các nhà hoạch định chính sách của Mỹ đang theo dõi diễn biến ở khu vực này, họ thấy rõ nguy cơ Trung Quốc có thể phát động một cuộc tấn công nhắm vào Đài Loan. Ông cũng nói thêm, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng tự vệ và chúng tôi sẽ chiến đấu nếu cần. Và nếu chúng tôi cần tự vệ đến ngày cuối cùng, chúng tôi sẽ tự vệ đến ngày cuối cùng. Hoa Kỳ nước cung cấp vũ khí và là quốc gia hậu thuẫn quan trọng nhất của Đài Loan đã thúc đẩy Đài Bắc hiện đại hóa quân đội để chống lại khả năng tấn công của Trung Quốc. Ông Wu cho biết, Đài Loan quyết tâm cải thiện khả năng quân sự và chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Việc bảo vệ Đài Loan là trách nhiệm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng bằng mọi cách để cải thiện khả năng phòng thủ của mình. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết sẽ tổ chức 8 ngày tập trận trên máy tính trong tháng này với giả định là một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan. Đây là giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận hàng năm lớn nhất của Đài Loan. Giai đoạn thứ hai bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra vào tháng 7. Thưa quý vị, trên trang biển net có bài Mỹ sẽ làm gì ở Biển Đông trước một Trung Quốc hung hăng côn đồ. Một số người cho rằng trò chơi ở Biển Đông đã kết thúc và Trung Quốc đã thắng, lập luận này không chỉ sai mà còn rất nguy hiểm lập luận này chính là một lời tiên tri tự hoàn thành trung quốc đã giành được lợi thế nhưng mỹ và đồng minh thông qua việc khẳng định các quyền tự do hàng hải cho đến nay đã đẩy lùi thành công các nỗ lực của bắc kinh nhằm áp đặt quyền kiểm soát biển đông hơn nữa trong khi trung quốc củng cố quyền kiểm soát các thực thể đã chiếm Họ đã không xây dựng được trên bãi cạn Scarborough bãi đá ngầm cách thủ đô Philippines 200 dặm, mặc dù Trung Quốc đã kiểm soát Scarborough từ năm 2012. Một căn cứ của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ, vì nó sẽ cho phép Bắc Kinh kiểm soát một tam giác an ninh ở Biển Đông và một đỉnh tam giác gần cơ sở quân sự của Mỹ ở Philippines. Điều này sẽ gây khó khăn cho các kế hoạch quân sự của Mỹ. Mỹ cần xác định lập trường của mình trên Biển Đông như thế nào? sau đây là một số gợi ý đầu tiên hoa kỳ nên tiếp tục thường xuyên khẳng định các quyền và tự do hàng hải và khuyến khích các nước khác làm như vậy về mặt luật pháp các khẳng định thường xuyên về các quyền và tự do hàng hải đảm bảo rằng các quyền không bị mất đi thông qua việc chấp nhận các yêu sách biển quá mức và trên thực tế mỹ và các nước cần phải đề phòng chống lại trung quốc biến biển đông thành ao nhà của mình sự tham gia của các quốc gia khác ngoài mỹ giúp vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ cạnh tranh mỹ trung và gửi đi thông điệp quan trọng rằng các nước này quan tâm đến việc duy trì các vùng biển mở và các luật lệ quan trọng nó cũng giúp bác bỏ tuyên bố của bắc kinh rằng tranh chấp chỉ liên quan đến các bên tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với các thực thể và các cường quốc khác không có lợi ích hợp pháp ở biển đông đức được cho là đang cân nhắc gửi một con tàu qua eo biển đài loan nhưng trong các cuộc trò chuyện gần đây các quan chức cấp cao của đức đã bác bỏ điều này sự tham gia của các cường quốc phương tây và không phải phương tây khác chẳng hạn như ấn độ sẽ nhấn mạnh rằng một liên minh quốc tế sẵn sàng đứng lên cho một trật tự dựa trên luật lệ thứ hai cùng với các cường quốc biển khác mỹ nên tìm cách thuyết phục trung quốc rằng lợi ích của họ với tư cách là một cường quốc biển đang phát triển nhanh chóng cùng với các lợi ích kinh tế và quân sự trải khắp toàn cầu nằm ở việc duy trì các quyền và tự do hàng hải thay vì phá hoại chúng trong khi các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải Phonops của Mỹ là hoàn toàn cần thiết nhằm làm cho Trung Quốc thấy rằng nỗ lực của họ trong việc đưa ra các luật lệ khác cho Biển Đông sẽ không mang lại kết quả. Mỹ cũng không nên bỏ qua các mũi nhọn khác của chương trình tự do hàng hải, bao gồm cả các cuộc thảo luận để đạt được sự đồng nhất lớn hơn trong việc giải thích UNCLOS 49. Trung Quốc phải được thúc đẩy cũng như thuyết phục để chấp nhận một tầm nhìn hợp pháp về lợi ích của họ. Thứ ba, Mỹ cần tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận song phương và đa phương trong khu vực với các đồng minh và đối tác. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trong đó Bắc Kinh tìm cách loại trừ sự tham gia của các nước ngoài khu vực dựa trên lý do họ không có lợi ích hợp pháp ở biển Đông. Cụ thể Trung Quốc đang tìm kiếm sự thống nhất của các bên trong việc không tổ chức các cuộc tập trận chung với các nước ngoài khu vực. Thứ tư, Mỹ nên tiếp tục đơn phương và cùng với các nước khác bao gồm Úc, Nhật Bản và Ấn Độ giúp đỡ tăng cường năng lực khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hải. Năng lực giám sát và tuần tra vùng đặc quyền kinh tế được nâng cao sẽ giúp cho các quốc gia ven biển tự tin hơn trong việc phơi bày các hành vi phi pháp và mang tính cưỡng bức. Thứ năm, Mỹ cần tiếp tục tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Đặc biệt Washington cần thúc đẩy quan hệ tốt hơn với Philippines, một đồng minh quan trọng ở Đông Nam Á. Vào tháng 3 năm 2019, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đề nghị xem xét lại sự phù hợp hiện nay của Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Phi được ký kết năm 1951, Washington đã làm rõ rằng khái niệm Thái Bình Dương trong Hiệp ước có bao gồm cả khu vực Biển Đông. Điều này tích cực ở chỗ nó đã mở đường cho những tiến bộ lớn hơn trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao năm 2014 cho phép quân đội Mỹ xây dựng các cơ sở bố trí trước các khí tài quốc phòng và triển khai binh lính luân phiên tại năm căn cứ của quân đội Philippines. Ngược lại, việc thúc đẩy nhân quyền ở Philippines mặc dù rất quan trọng, nhưng đòi hỏi một cách tiếp cận uyển chuyển hơn. Những nỗ lực gần đây nhằm sửa đổi dự luật phân bổ ngân sách nhà nước và hoạt động nước ngoài năm 2020 của Mỹ nhằm cấm một số quan chức Philippines chịu trách nhiệm về việc tham giam giữ thượng nghị sĩ Leila de Lima không được nhập cảnh vào Mỹ với lý do Mỹ có quyền can thiệp vì đã viện trợ cho Philippines đã làm dấy lên sự phẫn nộ sâu sắc ở Manila, trong khi đó rất ít kết quả được ghi nhận. Hơn nữa, những cố gắng như vậy đã gây khó khăn cho nỗ lực tạo một nền tảng vững chắc hơn cho quan hệ Mỹ-Phi. Điều thứ sáu, Washington nên thông báo với Trung Quốc rằng việc xây dựng trên bãi cạn Scarborough sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Quan điểm của nhiều người mà chúng tôi đã nói chuyện ở Philippines là Bắc Kinh có khả năng cố gắng xây dựng trên bãi cạn Scarborough trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Duterte. Chính quyền Obama đã cảnh báo riêng với Trung Quốc rằng việc xây dựng trên bãi cạn Scarborough là lằn ranh đỏ. Không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Trump đã đưa ra những cảnh báo tương tự. Về mặt kỹ thuật, bãi cạn Scarborough không nằm trong hiệp ước phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines vì tòa án không đưa ra phán quyết về việc đó nó có phải là một phần lãnh thổ của Philippines hay không và Mỹ không đưa ra quan điểm nào về các tuyên bố tranh chấp chủ quyền. Tuy nhiên, việc Mỹ không thực hiện hành động ngăn chặn Trung Quốc xây dựng trên bãi cạn Scarborough sẽ gây ấn tượng rằng Mỹ là một con hổ giấy và là một đồng minh không đáng tin cậy điều thứ bảy mỹ nên hỗ trợ các nỗ lực của các nước ven biển đông chống lại các cuộc xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của họ bao gồm bất kỳ hành động pháp lý nào do các nước ven biển đông khởi xướng washington đã ủng hộ nguyên tắc vùng biển mở nhưng đối với nhiều quốc gia ven biển đông nam á việc tiếp cận các nguồn tài nguyên về cá và dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế chính là bánh mì và bơ và vì thế đây là ưu tiên của họ sau khi thất bại trong việc kêu gọi Trung Quốc chấm dứt gây áp lực nhằm khiến Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 7 năm 2017 và một lần nữa là vào tháng 3 và tháng 5 năm 2018, Mỹ đã thực hiện các bước đi đúng hướng dù muộn màng. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao vào tháng 7 năm 2019 đã lên án Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động dầu khí ở Biển Đông, bao gồm cả các hoạt động thăm dò và khai thác lâu đời của Việt Nam. Vào tháng 8, Bộ Ngoại giao đã đưa ra một tuyên bố khác bày tỏ rằng Mỹ lo ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đang tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí đã có từ lâu của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Nếu Bắc Kinh gây sức ép buộc ExxonMobil rút khỏi dự án cá voi xanh ngoài khơi miền Trung Việt Nam, Washington cần đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ tố cáo điều này. Còn việc gì sẽ xảy ra trong trường hợp ExxonMobil tiến hành khoan và Trung Quốc can thiệp trực tiếp? thì lại là một câu hỏi khó hơn. Tuy nhiên, điều rõ ràng là những nỗ lực của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử nhằm loại trừ hợp tác kinh tế biển với các công ty của các quốc gia bên ngoài khu vực, tạo thêm động lực cho sự cần thiết phải hỗ trợ mạnh mẽ các đặc quyền kinh tế của các nước ven biển đông. Điều thứ 8, Washington nên tái kêu gọi Trung Quốc tuân theo phán quyết của Tòa trọng tài. Những tuyên bố thể hiện quan ngại gần đây về các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông có thể được củng cố bằng cách dẫn chiếu các phán quyết của tòa, trong đó nêu rõ quyền của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế của họ không bị cản trở bởi bất kỳ yêu sách đường chính đoạn nào hoặc yêu sách dựa trên các thực thể trên biển Đông. Nhưng Washington đã im lặng trước phán quyết, một phần vì sự thận trọng của Manila, một phần vì ảnh hưởng của phán quyết đối với các tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ xung quanh các thực thể nhỏ không có người ở tại Thái Bình Dương, mà các thực thể này cũng không tạo ra vùng đặc quyền kinh tế. Mỹ không nên bỏ lỡ cơ hội chứng tỏ sự nhất quán trong việc ủng hộ pháp luật ở cả trong và ngoài biển Đông. Theo đó, Mỹ cuối cùng cũng nên tham gia vào enclosed việc ủng hộ luật pháp quốc tế sẽ tăng cường sức mạnh hơn là làm tổn hại lợi ích của mỹ đặc biệt là vì nó cho phép các quốc gia khác liên kết đằng sau mỹ khi hiện tại họ có thể còn đang ngần ngại tham gia một nhóm được coi là chống trung quốc cuối cùng mỹ phải ghi nhớ rằng không thể xem xét các sự kiện ở biển đông một cách biệt lập các nước trong khu vực đang dờ ngón tay lên để xác định hướng gió thổi trong bối cảnh kinh tế và chiến lược rộng lớn hơn điều này sẽ ảnh hưởng đến việc xác định chỗ đứng và quyết định của họ ở biển đông dù có nhiều lời bàn tán về việc chống lại sáng kiến vành đai và con đường và các nước đông nam á vẫn đang thận trọng trước các dự án sáng kiến vành đai con đường này nhưng họ vẫn để ngỏ khả năng tham gia sáng kiến này sự cởi mở này đối với nguồn vốn trung quốc đã và đang thay đổi môi trường chiến lược khu vực hành động của trung quốc cả ở biển đông và thông qua sáng kiến vành đai con đường đều có liên quan với nhau và chúng là một phần trong những nỗ lực rộng lớn rộng lớn hơn nữa của Trung Quốc nhằm mở rộng ảnh hưởng của mình trong khu vực. Mỹ phải hợp tác với các đồng minh và đối tác để thúc đẩy phát triển, bao gồm việc đảm bảo các lựa chọn khả thi để phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng mà không cần tiền của Trung Quốc. Những nỗ lực bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ trong một khu vực nơi có nhu cầu phát triển cao chỉ có thể đạt được sức hút nếu các cơ hội kinh tế cũng được cung cấp đủ tiền. Cho đến nay dường như mới chỉ có tiến bộ khiêm tốn liên quan đến đạo luật Build mà Mỹ thông qua năm 2018, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển các nền kinh tế có thu nhập thấp hoặc trung bình thấp, và trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Ba Bên về đầu tư cơ sở hạ tầng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa Mỹ, Nhật và Úc. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Á xảy ra đồng thời với sự suy yếu của luật biển quốc tế. Những nước tìm cách chống lại điều này bao gồm cả Mỹ phải đáp trả cả ở biển Đông, nơi cần phải có những nỗ lực bền vững để thuyết phục Trung Quốc rằng lợi ích của họ nằm ở việc duy trì các quyền và tự do hàng hải thay vì phá hoại chúng. Và trong khu vực rộng lớn hơn, nơi có nhu cầu phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng cao. Tất nhiên, tất cả những điều này dựa trên giả định rằng Mỹ quan tâm đến việc thúc đẩy một thế giới nơi các luật lệ là quan trọng việc Washington áp đặt thuế quan dựa trên các lý do không rõ ràng về an ninh quốc gia, cũng như các báo cáo gần như hàng ngày về các hành vi sai trái nghiêm trọng trong nước ở cấp độ cao nhất, cho thấy điều ngược lại. Nếu luật pháp quốc tế trở thành nạn nhân của chính các hành động và khiếm khuyết của hai siêu cường này, chúng ta có thể sẽ thấy một trật tự kém ổn định hơn nhiều. Hiện tại, chúng ta đã phải đối mặt với bất ổn phát sinh từ các cấu trúc của trật tự quốc tế đang bị thách thức tất cả các quốc gia cần phải hành động để đảm bảo rằng trật tự quốc tế của chúng ta không bị xé rách hoàn toàn. Và bây giờ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Tin tặc từ Trung Quốc tấn công các tổ chức của quân đội và chính phủ Việt Nam. Một nhóm tin tặc Trung Quốc được cho là có liên quan đến một chiến dịch gián điệp mạng nhắm vào các tổ chức của quân đội và chính phủ Việt Nam. Trang tin The Hacker News dẫn thông tin phân tích của hãng Casper Sky cho biết như vậy hôm 6 tháng 4. Theo các nhà phân tích của Casper Sky, các hoạt động của nhóm tin tặc nhắm vào Việt Nam được theo dõi trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2020 đến tháng Giêng năm 2021. Nhóm này sử dụng một cách gọi là DLL side loading, một kỹ thuật tấn công, trong đó một file DLL giả mạo có thể được nạp vào bộ nhớ của ứng dụng dẫn đến thực thi mã ngoài ý muốn và tránh được các bảo vệ chống virus thông thường được cài đặt trên máy tính. Theo The Hacker News, 80% các tổ chức bị tấn công bởi nhóm tin tặc là các cơ quan tổ chức thuộc chính phủ hoặc quân đội ở Việt Nam hoặc có liên quan đến các lĩnh vực y tế, ngoại giao, giáo dục và chính trị. Ngoài ra những nạn nhân khác được phát hiện là các tổ chức ở Trung Á và Thái Lan các nhà nghiên cứu của casper sky nhận được những dịch vụ tấn công của nhóm tin tặc này đã cho thấy một bước mới phức tạp hơn và điều này báo hiệu rằng những nhóm tin tặc này có thể đang tìm cách mở rộng hoạt động của mình casper sky đánh giá vào lúc này các cuộc tấn công chỉ có tính địa phương nhưng rất có thể trong tương lai các cuộc tấn công như vậy sẽ được phát hiện ở các vùng và quốc gia khác trên thế giới theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin, lực lượng an ninh Miến Điện giết 7 người biểu tình. Truyền thông đưa tin các binh sĩ Miến Điện hôm 7 tháng 4 đã nổ súng vào những người biểu tình phản đối đảo chính, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và một số người bị thương. Trong khi đó, một nhà máy do người Trung Quốc làm chủ bị phóng hỏa ở trung tâm thương mại Yangon và các nhà hoạt động đã đốt cờ của Trung Quốc. Chính quyền quân nhân Myanmar Miến Điện nói rằng phong trào bất tuân dân sự đang hủy hoại Myanmar. Theo một nhóm hoạt động, hơn 580 người đã thiệt mạng trong tình trạng hỗn loạn ở Miến Điện kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, vốn chấm dứt thời kỳ nắm quyền ngắn ngủi của chính quyền dân sự. Các cuộc biểu tình và đình công trên toàn quốc đã kéo dài kể từ đó, bất chấp việc quân đội sử dụng vũ lực sát thương để dập tắt các cuộc phản đối. Lực lượng an ninh hôm 7 tháng 4 đã nổ súng vào những người biểu tình ở thị trấn Kail, nằm ở phía tây bắc, khi họ yêu cầu khôi phục chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi, Một người dân nói với hãng tin Reuters. Các cơ quan báo chí dẫn lời các nhân chứng cho biết đã có thương vong và những tiếng súng nổ liên tiếp. Các hãng tin Mizima và Arawadi cho biết có 5 người thiệt mạng và một số người bị thương. Cư dân ở vùng Kalchi cho biết ông ta có thông tin do các nhân chứng cung cấp, đó là những người đã chụp ảnh 5 thi thể. Reuters không thể độc lập xác minh con số thương vong. Hai người biểu tình khác đã bị giết chết ở thị trấn Bago gần Yangon, hãng tin Myanmar Now cho biết. Cùng ngày một đám cháy đã bùng lên tại nhà máy may mặc GOC do người Trung Quốc làm chủ ở Yangon, các bản tin và sở cứu hỏa cho biết điều này. Không có báo cáo về thương vong và không có chi tiết về mức độ thiệt hại. Tại một khu phố khác ở Yangon, các nhà hoạt động đã đốt cờ Trung Quốc. Theo những bức ảnh đăng trên Facebook, Trung Quốc bị coi là ủng hộ chính quyền quân sự và tháng trước đã xảy ra các cuộc tấn công nhắm vào 32 nhà máy do người Trung Quốc đầu tư ở Yangon.